Việc võ sư Vịnh Xuân Forest từ Canada lặn lội về Việt Nam gặp Huỳnh Tuấn Kiệt không đơn thuần chỉ là việc xác minh có võ điện hay không, mà đằng sau nó còn là một câu chuyện dài. Sau khi tuyên bố thách đấu với kẻ sỉ nhục võ Trung Quốc Từ Hiểu Đông, võ sư Vịnh Xuân Canada Pierre Forest tiếp tục khuấy động thông tin bằng việc gửi chiến thư tới trưởng môn Nam Huỳnh Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt. Vào thời điểm đầu tháng 6, sau khi Forest vô tình xem clip biểu diễn như điện giật của võ sư Việt Nam. Tuy vậy, sau khoảng 3 lần gửi thách đấu tới trưởng môn Nam Huỳnh Đạo, Pierre Forest mới nhận được câu trả lời từ phía ông Huỳnh Tuấn Kiệt. Chính xác là vào sáng ngày 19 tháng 6, trang web của Nam Huỳnh Đạo đưa ra thông báo sẵn sàng gặp Forest nhưng đề nghị võ sư Vịnh Xuân Phái xin lỗi môn phái này vì những tuyên bố gây hiểu lầm trước đó. Ở chiều ngược lại, Pierre Forest cho rằng mình không sai nên không có việc phải xin lỗi. Tiếp đó Forest lên Facebook bóc mẽ rằng Huỳnh Tuấn Kiệt từng 3 lần tới xin học võ của sư phụ Nam Anh, nhưng trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt không dám nhận điều này. Dù vẫn còn một số tranh cãi với Huỳnh Tuấn Kiệt, song vào ngày 10 tháng 7 vừa qua, Pierre Forest cùng một số môn đệ vẫn về Việt Nam để giao đấu và tìm gặp trưởng môn Nam Huỳnh Đạo. Phía Vịnh Xuân Nam Anh đã tìm mọi cách liên hệ qua điện thoại hay đến tận đỉnh Nam Trơn để giao lưu, hay bắt tay với ông Huỳnh Tuấn Kiệt nhưng đều chưa đạt được mục đích. Pierre Forest chưa thể gặp Huỳnh Tuấn Kiệt, song người đại diện của Nam Huỳnh Đạo đã nói võ công môn phái này không hề có điện. Nó như một sự đảm bảo sứ mệnh làm rõ võ truyền điện của Forest đã hoàn thành. Nếu là một người hâm mộ võ thuật, ai cũng nhìn theo mặt tích cực, tức là Pierre Forest là người hùng, khi đã tạo áp lực để phía Nam Huỳnh Đạo tiết lộ một phần về sự thật võ truyền điện. Song với những võ sư gạo cội, chứng kiến những bước thăng trầm trong lịch sử hình thành và phát triển của hai môn phái, thì Forest và Huỳnh Tuấn Kiệt không đơn thuần là câu chuyện của hai người. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, võ sư Hồ Tường thuộc môn phái võ thuật cổ truyền Tân Khánh Ba Trà Việt Nam là người sáng tạo ra bài Quốc Võ Tứ Linh Đao tiết lộ. Huỳnh Tuấn Kiệt từng đến xin học mộc nhân của đại sư Nam Anh, lúc đó Nam Anh Kiệt, tổng đàn chủ Vịnh Xuân bây giờ, nói Tuấn Kiệt phải gọi đại sư Nam Anh bằng thầy, nhưng Kiệt không chịu vì Tuấn Kiệt tuyên bố là trưởng môn nên không gọi ai là thầy. Điều này khiến phía Vịnh Xuân Nam Anh rất bực Kiệt. Võ sư Hồ Tường đoán hai môn phái Vịnh Xuân Nam Anh và Nam Huỳnh Đạo có xích mích từ khi đó, và lần trở về này của Pierre Forest như một công đôi việc, vạch mặt võ truyền điện để hạ giận. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.